Xin thân ái kính chào tất cả cô chú anh chị em đến với bài học Kinh Thánh hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài học của ngày 4 tháng 8 năm 2023 với đề tài đó là con mắt. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa yêu dấu của chúng con, Chúa ơi, giờ đây chúng con học bài học của ngày hôm nay. Xin Chúa hướng dẫn chúng con, xin Chúa ngài cho chúng con ham thích học lời của Chúa và trung tín học mỗi ngày. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng cái tâm trí của chúng con, nhưng tất cả trong bàn tay thương của Chúa, chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Phần Kinh Thánh ngày hôm nay của chúng ta ở trong Matthew đoạn 6 câu 22 và câu 23. Con mắt là đèn của thân thể, nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng. Nhưng nếu mắt ngươi xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm thì sự tối tăm này sẽ lớn biết là dường bao. Nha, chúng ta cùng xem phần bài học. Câu ghi nhớ là câu 22. Con mắt là đèn của thân thể, nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng. Câu hỏi suy gẫm: Chúa Giêsu sử dụng hình ảnh con mắt để nói đến điều gì? Có mối liên hệ nào giữa thái độ đối với tiền bạc và tình trạng thuộc linh của mình? Tình trạng thuộc linh của bạn như thế nào qua thước đo này? So sánh câu 22 và câu 23 thì tấm lòng là con mắt của linh hồn. Câu 21 dạy: Của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó, cho thấy quan niệm của chúng ta về giá trị, tiền bạc, sự giàu có chính là con mắt của linh hồn mình. Có hai tình trạng của con mắt hay tấm lòng. Thứ nhất, sáng sủa, còn có nghĩa là đơn thuần, hào phóng. Mắt sáng sủa hay mắt đơn thuần chỉ về người sống tận hiến cho một mục đích duy nhất. Người trước của cải ở trên trời là người không đặt tấm lòng ở thế gian và không khao khát đeo đuổi những điều thuộc về thế gian. Do đó, người này sẽ có tấm lòng tận hiến cho Chúa, còn tìm kiếm Ngài và sẵn lòng cho đi, không mong được đền đáp. Thứ hai, con mắt xấu có nghĩa là gian tham. Châm ngôn đoạn 28 câu 22. Người có mắt xấu là người có lối sống vật chất và tham lam, danh tị và đố kỵ. Tâm linh bị đuôi mù vì không nhận biết ánh sáng thật. Người đó nghĩ mình có ánh sáng trong khi thật ra không có. Người đó chỉ tự lừa dối mình. Điều nguy hiểm nhất trong đời sống là cứ tưởng mình, mắt mình đang sáng, nhưng thật ra sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm. Và khi đó tình trạng sẽ vô cùng tồi tệ vì sự tối tăm này sẽ lớn biết là dường bao. Câu 23 phần B. Qua hình ảnh con mắt tốt và xấu, Chúa Giêsu chỉ rõ thực trạng trong đời sống. Khi một người ham mê của cải vật chất đời này tìm kiếm giá trị và sự an ninh trong tiền bạc và của cải thì tấm lòng đó đối với người khác chỉ là sự ganh tị đố kỵ với lòng tham muốn những thứ không thuộc về mình. Họ sống ích kỷ và không muốn chia sẻ cho ai. Đó là tấm lòng xấu xa đen tối, không nhìn biết lẽ thật và những giá trị thật. Ngược lại, một người tìm kiếm những giá trị thuộc linh và làm theo ý Chúa thì tấm lòng người đó được rộng mở, không bị trói buộc bởi của cải vật chất đời này. Tự do để sống cuộc đời yêu thương qua sự chia sẻ rộng rãi và bởi đó nhìn biết lẽ thật và những giá trị thật. Sự dạy dỗ qua hình ảnh con mắt cho chúng ta một nguyên tắc đơn giản nhưng rất quan trọng. Cách chúng ta nhìn và sử dụng tiền bạc là thước đo chắc chắn về tình trạng thuộc linh của mình. Nếu chúng ta không thể rời mắt khỏi tiền bạc, đó là vì con mắt và tấm lòng của chúng ta đã hư hỏng. Và nếu con mắt tâm linh đã tối tăm thì chúng ta không còn có hy vọng trừ khi ăn năn tội để Đức Chúa Trời ban cho sự đổi mới. Dạ, cảm ơn Chúa. Hôm nay chúng ta học về con mắt. Và những gì mà bài học đã nêu ra rất là rõ cho chúng ta học rồi. Và ở đây thì lại cũng muốn nhắc và cũng như là mở rộng bài học cho chính mình lại cũng như cô chú anh chị em. Đó là ngoài cái chuyện mà gọi là chúng ta nhìn thấy tiền bạc đó, thì đúng nghĩa là con mắt của chúng ta nó là cái sự cám dỗ rất là lớn, dễ dẫn dụ chúng ta đi sai lệch lắm. Thứ nhất đó có thể là một cái vẻ đẹp, và nó có thể liên quan đến vấn đề là cám dỗ về tình dục. Đó chính là cái thực tế mà ngày hôm nay nếu chúng ta nhìn thấy giới trẻ ngày hôm nay
hay là về cái phương hướng mà đi về cái xu hướng thời trang hiện nay, thì người ta thường hay nói đó, cái xu hướng càng ngày càng thiếu vải đó, nó đang đưa con người đến cái gọi là khoe mẽ cái thân thể của mình. Và đó không phải đơn giản chỉ là thời trang, nhưng mà đằng sau đó là một cái bẫy. Và chúng ta thấy rằng ngày hôm nay nhiều người đã ngã vào trong cái con đường sai lệch khi vướng vào cái bẫy với cái con mắt. Cho nên chúng ta nhìn thấy con mắt của chúng ta nó dễ lắm làm cho chúng ta tham lam. Tham lam, ví dụ như mình nhìn thấy một cái vật gì đó của ai, nó mình nhớ tới hình ảnh bà Eva đó, bà nhìn bà thấy trái cấm á, nhìn thấy đẹp, coi bộ ăn ngon, mặc dù bà chưa ăn ngon nhưng mà bà nhìn bà thấy và bà đã tưởng tượng ra. Cô chú anh chị em thấy rằng mình có cái trí tưởng tượng rất là phong phú. Mình nhìn thấy cái gì chua đó, con mắt mình nhìn thấy cái gì đó, cái trái đó mà mình đã từng ăn mà mình biết nó chua rồi, là tự nhiên ở trong não bộ của mình nó có cái phản ứng giống như là mình đang ăn cái trái chua đó. Cho nên con mắt nó làm cho chúng ta dễ lắm sẽ xui chúng ta vào một cái tập chú nào đó, để rồi chúng ta sẽ bị ngã ở trong cái cám dỗ bởi cái con mắt đem lại. Và nói về phương diện con mắt thuộc linh nữa, bởi vì tôi con mắt mình nói gì, con mắt thuộc thể đi, là con mắt vật lý đi, rồi còn một cái nữa nó liên quan đến con mắt, đó là nó liên quan đến não bộ của chúng ta khi mà chúng ta chỉ nghĩ đến thôi. Ví dụ như lời của Chúa nói rằng khi nhìn thấy một người đàn bà động lòng tham muốn thì phạm tội tà dâm. Nhưng mà thật sự đó, có những trường hợp là có những người không còn nhìn thấy nữa nhưng mà vẫn tưởng tượng, vẫn tưởng tượng và vẫn có thể sinh ra phạm tội. Cho nên chúng ta thấy rằng về một cái phương diện nào đó ở trong tâm trí của chúng ta, những suy nghĩ của chúng ta vẫn có thể hướng lòng về một cái sự cám dỗ nào đó. Xin Chúa giúp cho chúng ta để rồi chúng ta được Chúa tể trị ở trong lòng của mình, để mình thắng hơn sự cám dỗ. Bởi vì chúng ta thấy là ông Phaolô nói có một cái luật đó, là khi mà chúng ta muốn làm cái điều lành thì cái điều dữ nó dính dấp. Và Chúa cũng luôn nói đó, ai đang đứng hãy giữ mình kẻo ngã đó, hãy tưởng mình đứng thôi. Rồi Chúa nói rằng phải thức canh mà cầu nguyện, phải tỉnh thức. Bởi vì thật sự mà nói đó, bất kỳ ai trong chúng ta đều bị cái sự cám dỗ bởi những cái giác quan của mình, mà có thể nói con mắt là nó. Bởi vì sao? Bị từ xa con mắt nó đã thấy, rồi sau đó cái tai nó nghe, rồi sau đó mình mới bắt đầu sờ đến hay đụng đến. Cho nên mình thấy cái con mắt của mình đó là nó trước hết đó. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để rồi những ngày mà trong cuộc sống của chú anh chị em á, nếu như con mắt của mình mà lỡ như nó đang có cái gì đó đập vào con mắt của chúng ta mà mang cái tính chất cám dỗ á, nó có thể là tiền bạc, nó có thể là danh vọng địa vị, nó có thể là cái đẹp về tình dục đó, hay là nó có thể là một cái thời trang hay là một cái xu hướng gì mà mình ham muốn, có nghĩa là nhiều người thích mặc đẹp rồi chạy đi theo những cái xu hướng đó. Và chúng ta thấy rằng cái điều gì mà nó đang làm cho chúng ta mất, bị sao nhãn đó, mất cái sự tập trung vào Chúa hay tập trung vào lời của Chúa đó. Thì khi mà mình có cái điều đó xảy ra thì hãy nhớ tới bài học này và hãy cầu nguyện ngay với Chúa. Bởi vì thật sự chúng ta chiến đấu không phải cùng với thịt và máu, nghĩa là chúng ta không phải chiến đấu với cái con người bản ngã mình không đâu. Nhưng mà mình còn chiến đấu với một cái thế lực mà tổ đó là Satan. Nó luôn ẩn núp, ẩn mình ở trong những cái cám dỗ, ở trong những cái gì mà xung quanh của chúng ta mà chúng ta không nhìn biết. Chúng ta cứ tưởng rằng, ồ tôi có thể đắc thắng được á, tôi có thể là gì, tự tôi thôi. Tự nhiên nhiều người nói rằng tôi thắng là nhờ cái ý chí của tôi thôi. Cô chú anh chị em nói chuyện lại, nói chuyện với nhiều người nói rằng là chỉ do cái ý chí của mình thôi, mình sẽ thắng được nếu như mình quyết tâm thắng. Thật ra không đâu. Có nhiều người đã làm chứng lại, đó là gì, chỉ hút thuốc lá thôi đó mà quyết tâm bỏ hoài không được, bỏ rồi cuối cùng đến nỗi mà quăng cái điếu thuốc vào trong cái sọt rác đó, mà thèm mà đến độ đi tìm cái sọt rác để mưa ra để lấy cái phần thuốc đó mà hút tiếp. Nó kinh khủng đến như vậy. Nhưng khi cầu nguyện và trao phó trong tay của Chúa và năn nỉ nhờ cậy Chúa, kêu cầu Chúa, nói Chúa ơi giúp cho con hết sức rồi, con không thể, và khi Chúa đáp lời, Chúa cho bỏ được một cách rất là dễ dàng, rõ ràng như vậy.
Cho nên xin Chúa, chúng ta nhớ, chúng ta có thể nhớ, chúng ta xem cái phim mà Thập Tự Giá và Con Dao Bấm đó. Có một người nghiện ma túy đó, đến độ mà không bao giờ chịu nổi, nó hành cái cơn không chịu nổi. Nhưng mà khi cô ta tin nhận Chúa đó, thì cô ta đến cái chỗ mà bán ma túy, cô ta lấy cái liều thuốc, cô ta tiêm vào trong người, cô ta thấy không có tác dụng gì hết. Cô ta còn nói rằng cái ông bán nó bán thuốc giả nữa. Và cô ta tiêm vô thì không còn cái tác dụng hay là cái FP gì hết trơn. Cô ta mới biết rằng ồ quả thật như vậy là Chúa đã biến đổi cô ta, và cô ta trở nên một người không còn nghiện nữa. Nên chúng ta thấy rằng trong tất cả mọi điều chúng ta phải cầu nguyện. Chúng ta đừng cố gắng bằng sức riêng của mình, đừng nghĩ rằng mình có thể thắng được bằng cái ý chí của mình, không có đâu. Nếu mà chúng ta thắng được ý chí, bằng ý chí, thì có lẽ rằng con người sẽ làm trọn được luật pháp của Chúa bởi ý chí của mình. Không được. Cho nên Chúa Giêsu Ngài đã đến để chuộc tội cho chúng ta. Dạ, lại muốn chúng ta nhớ tới cái điều đó, để mỗi lần chúng ta đối diện một điều nào đó thì hãy nhớ tới bài học ngày hôm nay. Dạ, câu hỏi đó là con mắt tâm linh bạn sáng sủa hay tối tăm? Sáng sủa là nhìn với cái nhìn Chúa ban cho, nhìn với cái nhìn bởi lời của Chúa. Còn tối tăm có nghĩa là mình đầy những cái nhục dục, đầy những cái ham muốn của cái lợi ích của cá nhân mình. Nha. Cho nên chúng ta thấy rằng khi mà Satan nó đến, nó cám dỗ Chúa Giêsu, nó cũng nói Chúa nhìn, và nó chỉ Chúa nhìn vào thế gian, nói nó sẽ cho Chúa như vậy đó. Thì ngày hôm nay nó cũng cám dỗ chúng ta qua con mắt. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Dạ, đây là lời cầu nguyện của bài học. Lạy Chúa, cầu xin Đức Thánh Linh dùng lời Chúa khiến con mắt tâm linh con luôn được sáng sủa, để con luôn sống cuộc đời yêu thương hữu ích. Xin Chúa dùng con đem lại sự an ủi giúp đỡ cho những người có cần. Chúa yêu dấu của chúng con, mỗi người chúng con có một cái cuộc sống riêng, mỗi người chúng con có một cái đời sống đối diện với nhiều nan đề, nhiều cái thử thách và nhiều cái cám dỗ khác nhau. Nhưng Chúa ơi, xin Chúa giúp cho chúng con, bởi vì chúng con có cùng một Thánh Linh, chúng con có cùng lời của Chúa là Kinh Thánh, chúng con có cùng một Cha ở trên trời. Cho nên chúng con nhờ cậy nơi Chúa, chúng con nhờ Chúa Thánh Linh giúp chúng con, nhờ trong mọi sự chúng con biết phó thác ở trong tay Đức Chúa Trời. Xin giúp cho chúng con thì chúng con sẽ được thắng hơn. Chúa ơi, nếu mà chúng con bị một cái cám dỗ, chúng con nghĩ rằng chúng con có thể thắng được, chính là lúc chúng con thất bại. Xin Chúa giúp cho chính mình con, giúp cho cô chú anh chị em con nhận được bài học một cách riêng tư cho mỗi cá nhân của chúng con qua bài học ngày hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn cô chú anh chị em đã cùng học với lại. Xin Chúa cho chúng ta trung tín mỗi ngày để chúng ta học một bài học nhỏ với nhau. Và mỗi buổi sáng nhóm học Kinh Thánh Yêu Thương cũng có buổi tĩnh nguyện học là của Chúa. Xin cô chú anh chị em cũng tham dự ở trên kênh YouTube của nhóm học Kinh Thánh Yêu Thương. Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn cô chú anh chị em.